Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi tràn xuống nước ta, không khí lạnh đã gây ra mưa rào và rông rải rác trên khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, mưa nhanh chóng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ và không khí khô trở lại. Nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm qua phổ biến từ 15 đến 18 độ, có nơi nhiệt độ đã giảm xuống dưới 10 độ. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực tây nguyên và nam bộ do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết hầu như ít biến đổi ngày hôm nay Do nằm sâu trong khối không khí lạnh, nên tại các tỉnh Bắc Bộ vào buổi sáng trời nhiều mây, gió còn duy trì hướng Đông Bắc nhưng cường độ yếu dần và sương mù chưa xuất hiện nhiều, nên tầm nhìn tương đối thoáng, nên nhiệt ở mức khá thấp, hầu hết các nơi nhiệt độ ở mức dưới 17 độ, sau đó tăng dần và đạt mức cao nhất vào giữa trưa, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động ở mức từ 19 cho đến 22 độ. Đến chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm trở lại và dao động trong khoảng 15 đến 18 độ. Vùng núi có nơi từ 11 đến 13 độ, các biệt tại Sapa, Mẫu Sơn, Mù Căng Trải, Trùng Khánh, nhiệt độ còn giảm xuống dưới 10 độ. Lui xuống khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến phía Bắc Hà Tĩnh ngày hôm nay trời có nhiều mây và có mưa ở một vài nơi, nhưng đến đêm mưa giảm dần, trời khô ráo hơn. Tuy nhiên nền nhiệt còn thấp và ở ngưỡng trời rét. Khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi nằm trong đới gió đông bắc khá mạnh nên tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và rông, một vài nơi vẫn có mưa vừa. Các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng nhiều và nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tại các khu vực này sẽ phổ biến trên 30 độ. Một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ sắp xỉ 34 độ, trời khá oi nóng. Tuy nhiên về đêm do sự khuếch tán yếu của không khí lạnh từ phía Bắc xuống nên nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ có xu hướng giảm khoảng 1 đến 2 độ. Nhìn chung thời tiết tại các tỉnh phía Nam rất thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và lưu thông của người dân. Dự báo xu thế trong 48 đến 72 giờ tới không khí lạnh suy yếu dần và di chuyển ra phía đông, do vậy thời tiết tại các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ ấm dần lên trong một vài ngày tới và có khả năng toàn khu vực sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh hơn vào những ngày cuối tuần. Các tỉnh ven biển trung bộ mưa cũng có xu hướng giảm về diện cũng như về lượng và nhiệt độ tăng dần vào ngày 20 và ngày 21. Khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ít biến đổi. Tiếp nối bản tin là dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi từ 24 cho đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 12 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây và hầu như không mưa. Gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Tây Bắc hoạt động ở mức cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây có mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất 24 cho đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm hầu như không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ có mây thay đổi, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ khu vực biển đông, quần đảo hoàng sa sẽ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nhiệt độ trong ngày dao động ở mức 25 đến 29 độ. quần đảo trường sa sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 31 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!